Ở đây mình có thể nói đây cũng là một cái view ha anh chị ha. View đồi buổi sáng săn mây rồi ha anh chị ha. Đó, mình có thể nhìn xuống lòng sông La Ngà đâu. Có một số anh chị nói cái kênh của Hiệp chuyên bán đất giá cao, không phải. Cái giá nào thì nó có cái giá trị của nó. Cái giá trị một lô đất nó có thể 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ thì tùy theo vị trí và khu vực và tùy theo trên đất mình đang có cái gì nữa. Chứ không phải là nghe cái giá rồi có một số anh em nhảy vô bình luận nói bán giá gì mà cao quá trên trời dưới đất, không phải. Mà Hiệp đưa giá là đưa giá chính chủ. Tuyệt đối anh chị mình làm việc trực tiếp với chủ nha anh chị nha. Anh chị nào yêu mến á, thương á, thì bấm cho Hiệp một nút đăng ký mình theo dõi ha. Và mình không mua được á, thì mình cũng giới thiệu cho bạn bè mình mua. À, hoặc là không á, thì anh chị mình có thể theo dõi kênh của Hiệp. Rồi thấy cái mảnh nào nó cảm thấy mình đầu tư được thì mình ok mình mua ha anh chị nha. Rồi, Hiệp trân trọng cảm ơn quý anh chị mình. À, kính thưa toàn thể quý anh chị mình thân mến nha. À, hôm nay Hiệp đem đến cho anh chị mình một mảnh vườn sầu riêng nha anh chị. À, xen kẽ của mình lại đang trồng chuối nè. Đó, anh chị mình nhìn thấy đây ha. À, mảnh vườn này nó có diện tích là 20.000 mét vuông nha anh chị. Tức là hai mẫu ha. À, cái này nó thế đất thì nó truyền đồi nha anh chị. Đây như anh chị mình nhìn thấy video Hiệp quay cụ thể cho anh chị mình xem đây ha. Vườn sầu riêng này thì qua năm là mình mới được ăn bói nha quý anh chị. Còn khung cảnh xung quanh của mình đây. Ở đây trên đất mình có căn nhà xây cấp 4. Ở đây có thể nói nó cũng là view đồi á. Và con đường đi đây anh chị. Đây, con đường này là mai mốt nó sẽ đổ bê tông nha. Nhưng mà Hiệp không nói trước với tương lai. Hiệp chỉ tư vấn hiện tại cho quý anh chị mình nha. Con đường này đường lớn ha, ô tô mình đi thoải mái. À, đây là căn nhà cấp 4 của mình nha quý anh chị. À, đây là mảnh sầu riêng của mình. Thì do gia chủ nhiều việc quá không có làm á, cho nên là cỏ để nó bít bùng rồi nè. Chôm chôm á, thì năm rồi được thu hoạch rất là nhiều nha anh chị nha. À, ở đây mảnh đất này hiện trạng trên đất mình đó anh chị là mình có hai con đường vô nha. Ở đây là con đường mình vô nè ha. Từ dưới mình chạy lên đây, xe hơi mình chạy lên động ở đây luôn nha. Là con đường này là con đường đi chung nha anh chị. Còn con đường chính của nhà nước mình là nằm ở ngoài đó ha, chạy dọc ngoài đó. Rồi á, cái đất của mình ở đây. Ở phía sau đuôi của mình á là mình có con đường quy hoạch hiển thị bản đồ của nhà nước đàng hoàng đầy đủ nha quý anh chị. À, Hiệp tư vấn kỹ cho anh chị mình nha. Anh chị chú ý mình xem hết video của Hiệp nha. Con đường ở đằng sau đất của mình á là có con đường hiện hữu bản đồ quy hoạch của nhà nước đàng hoàng chạy vô tới đất mình luôn nha. Rồi ở đằng sau đuôi này nè, anh chị mình đi nếu mà đi xe hơi mà muốn đi ngon ha. Là ở đây nè, mình quẹo qua đây khoảng 200m là mình có con đường lớn luôn đang chuẩn bị đổ nhựa ở bên hông đó luôn. Đi ra tới quốc lộ 20. À, có nghĩa là mảnh đất này của mình anh chị mình vô đường nào cũng được nha anh chị nha. Đấy, Hiệp tư vấn rõ cho anh chị mình, quý chị mình cố gắng mình theo dõi hết để mình biết được rõ thông tin về cái lô đất này nha. Thì trên đất của mình anh chị nhìn thấy đây sầu riêng nè. Nhưng mà cỏ quá. Gia chủ không có làm được á, cho nên là bây giờ mới bán. Đó, nhiều việc quá. Còn chôm chôm mình á là được thu thoải mái nha anh chị nha. Đó, sầu riêng mình ăn hết lên cái mấy cụ đồi này luôn nha. Sầu riêng á thì phải nói là tuyệt vời lắm. Tốt cực kỳ nhưng mà nè. Đó. Do gia chủ bận bịu quá rồi đâm ra cỏ nó lên tới trên đọt luôn. Đó. Còn mảnh đất này của mình anh chị, nó có diện tích của mình là 20.000 mét vuông nha. Tức là mình hai mẫu ha anh chị ha. Mình được hai mẫu nha. Toàn bộ của mình là full sầu riêng nha anh chị. Và xen kẽ chuối nè. Rồi mình có chôm chôm đây ha. Đấy, anh chị nhìn thấy đây sầu riêng đây ha. Đó, cái đường anh shipper đang chạy qua đó đó anh chị thấy không? Đó, anh shipper đang chạy đó. Đó là con đường chính của nhà nước mình ha. Mình chỉ cách có 30m thôi. Còn đây là sầu riêng của mình. Ở đằng sau đuôi này có đường hiển thị bản đồ vô tới đây luôn. Đây là con đường này nè anh chị. Nhưng mà mình
không có đi ha, mình để cỏ hết trơn rồi. Đó, anh chị mấy sao anh chị thích thì mình về mình chọn dẹp đây. Mình ra đây cũng được. Và mình đi đường trước cũng được. Nói chung đường nào mình vô cũng được cái miếng đất này nha anh chị nha. Đây là sầu riêng của mình anh chị. Cái sầu riêng rất đẹp ha. Đó. Anh chị nhìn thấy đi. Quá đẹp. Ở đây mình có điện nè, nước là đầy đủ hết nha anh chị nha. Ở đây mình có thể nói đây cũng là một cái view ha anh chị ha. View đồi buổi sáng săn mây đâu rồi ha anh chị ha. Đó, mình có thể nhìn xuống lọc sông La Ngà đâu. Rồi hiệp tư vấn thêm cho anh chị mình là từ ở đây nè anh chị mình ha, mình ra tới quốc lộ 20 á, mình đi con đường trước mặt mình đây ha, là mình đi 3 km ha, là mình ra tới quốc lộ 20. Rồi mình quẹo đi vô 10 km là mình vô tới bào nước sôi ha, bào nước sôi Thác Mai đâu đó. À, nó đầy đủ tiện ích cho anh chị mình nha. Mình muốn đưa gia đình mình về đây lập vườn cây trái nghỉ ngơi ha. Rồi mình đi vô bào nước sôi nước nóng rồi ha, đó mình tắm. Đây gốc sầu riêng anh chị thấy không, nó rất là bự luôn. Rồi mảnh đất này anh chị nha, Hiệp xin phép được công bố cái giá cho anh chị mình nha. Hai mẫu này nè anh chị là mình có giá bán là 5,5 tỷ nha anh chị. Mình còn thương lượng nhẹ bớt lọc cho anh chị mình luôn nha. 5,5 tỷ hai mẫu. À, tính ra là một mẫu của mình anh chị nó khoảng 2,7 tỷ ha. À, quá rẻ luôn mảnh đất này, mà mình này gần trung tâm thị trấn Định Quán nữa, quá tuyệt vời luôn. Hai mẫu đất này phải nói là trên đây là nó có mấy cái chỗ nó hơi ụ cao chút xíu nè, đó anh chị thấy không, còn phần lại là ở đây nó cũng bằng ha. Đó, sầu riêng thì quá ok rồi, qua năm anh chị mình về là thu hoạch luôn. Đó, sầu riêng nè tốt cực kỳ luôn, mà giá thì thật sự mà nói thị trường ở Định Quán bây giờ nó quá rẻ anh chị ạ. Đấy, Hiệp sẽ quay toàn cảnh nơi đây cho anh chị mình xem nè. Đó, anh chị mình thấy không, toàn cảnh ở đây ha, rất là tuyệt vời anh chị ha. Đó, xe hơi mình đậu vô ngay đất luôn nè. Đó, mình chạy vô ngay đất luôn. Mà cái giá bây giờ hả, chưa tới 300 triệu một sào nữa. Nó quá rẻ đi. Đổ đồng khoảng 270 mấy, 280 một sào à. Quá rẻ mà. Mà vườn cây nó đẹp như thế này, vườn sầu riêng qua năm anh chị mình vô thu hoạch sầu riêng này, thật xin lỗi chứ. Nội cái chôm chôm này nè. Chứ chưa nói sầu riêng nữa, là chôm chôm là anh chị đã có vốn rồi. Mà thêm cái sầu riêng nữa là bảo đảm. Nếu mà anh chị mình về mình chăm sóc đàng hoàng cái mảnh này, mình thu tiền tỷ anh chị ạ. À, đây em nói sự thật nha, chứ không có nói mà thêm bớt nha. Còn ở đây nhà cửa thì nó ở cũng đông lúc nè, chứ đâu có phải là quan sơ gì đâu. Đó. Rồi xa xa đó mình thấy có cái chùa luôn. Ây da, cây đu đủ này ngon quá. À, Hiệp xin cái trái đu đủ này. Ô, chín rồi. Rồi, anh chị mình theo dõi hết video của Hiệp nha. Rồi bây giờ Hiệp cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha.